Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái mẫu cài tóc với cái hình bông hoa từ cái dây ruy băng cho bé gái giống như thế này. Để làm cái bông hoa, trước tiên chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình hai cái miếng ruy băng có kích thước giống như thế này để chúng ta làm một cái cánh hoa rời. Trước tiên, các bạn sẽ gấp cái miếng ruy băng này thành cái hình tam giác. Sau đó chúng ta gấp hai bên mép lại thành cái hình vuông. Sau đó các bạn bẻ ngược nó lại làm đôi. Chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần thừa ở phía trong này. Sau đó các bạn dùng cái kẹp, chúng ta kẹp cái phần mà chúng ta vừa cắt. Chúng ta sẽ hơ lửa để cho cái phần này nó dính lại. Sau đó chúng ta sẽ bẻ cái cánh hoa ngược ra ngoài. Như thế là chúng ta đã vừa có được một cái cánh hoa. Tiếp tục cái cánh hoa màu xanh, các bạn cũng sẽ gấp giống y như thế. Chúng ta sẽ hơ lửa cái phần này lại. Như thế là chúng ta đã có được cái cánh hoa màu xanh. Sau khi đã có được hai cái cánh hoa rồi, chúng ta sẽ dùng cái súng bắn keo để cố định cái cánh hoa màu xanh dính lại, dính vào cái cánh hoa màu trắng. Như thế là chúng ta đã vừa có được một cái cánh hoa hoàn chỉnh. Ở đây, cái bông hoa này mình làm tất cả là 5 cánh. Các bạn chuẩn bị cho mình 5 cái cánh hoa giống như vậy. Sau khi đã có được 5 cái cánh hoa rồi, chúng ta sẽ đính cho 5 cái cánh hoa nó dính lại với nhau.
Sau khi đã đính được 5 cái cánh hoa nó dính lại rồi, các bạn sẽ chuẩn bị tiếp cho mình một cái nhị hoa. Tiếp tục là cái phần cái đế ở phía dưới. Như thế là lúc này chúng ta đã có được một cái bông hoa hoàn chỉnh. Sau khi đã có được cái bông hoa rồi, các bạn làm tiếp đến cái lá. Ở đây chúng ta cũng chuẩn bị cho mình hai miếng ruy băng có kích thước giống như vậy. Chúng ta sẽ chập đôi lại thành cái hình tam giác. Các bạn gấp thêm một lần nữa. Chúng ta sẽ để dành cái miếng này riêng ra. Tiếp tục, cái miếng màu trắng chúng ta cũng làm tương tự như thế. Sau đó các bạn để cái miếng màu xanh nó nằm ở bên trong nhưng mà nó thấp hơn cái miếng màu trắng một chút. Chúng ta chập đôi lại. Các bạn sẽ cắt bỏ cái đầu thừa đi. Chúng ta sẽ hơ lửa cho cái phần này nó dính lại. Cái phần cái đế ở bên dưới chúng ta cũng sẽ cắt bỏ bớt đi. Các bạn cũng hơ lửa lại. Như vậy là chúng ta đã có được một cái lá. Lúc này chúng ta đã có cái phần cái lá, cái hoa. Và các bạn sẽ chuẩn bị một cái cài giống như vậy. Để làm cái phần cái cài, chúng ta sẽ dùng một cái cài cái bảng khoảng là 1 cm, hai cái sợi dây ruy băng. Chúng ta sẽ hơ lửa hai cái đầu. Các bạn dán cho hai cái đầu để dính lại với nhau, tạo thành cái hình vuông. Chúng ta sẽ bỏ một cái phần thừa này đi. Trước tiên, chúng ta sẽ dán hai cái đầu của cái cây cài lại. Sau khi đã dán
hai cái đầu xong rồi, các bạn sẽ đính cái sợi dây ri băng lên một cái đầu bất kỳ. Chúng ta cũng sẽ dùng cái keo, chúng ta dán hai bên cái mép. Sau khi đã dán xong cái đầu rồi, các bạn sẽ bắt đầu quấn hai cái sợi dây này vào cái cây cài.
Sau khi đã quấn xong được cái đầu này rồi, chúng ta sẽ dùng cái keo, chúng ta sẽ cố định nó lại. Như thế là lúc này chúng ta đã vừa quấn được cái cây cài. Sau khi đã quấn được cái cây cài rồi, các bạn sẽ bắt đầu đính cái cánh hoa vào cái phần cái bông hoa. Chúng ta sẽ dán hết cái phần cái dây này lại. Cái lá cuối cùng chúng ta sẽ đính vào cái phần sau cùng. Sau đó các bạn sẽ dán cái hoa lên trên cái cây cài. Chúng ta cũng sẽ dùng keo nến dán. Các bạn sẽ dán lần lượt cho hết cái phần cái hoa lên trên cái cây cài cho mình.
Sau khi đã dán được cái phần cái hoa vào cái cây cài rồi, các bạn sẽ dùng các cái hạt châu để chúng ta đính trang trí. Như thế là chúng ta đã vừa có được một cái cây cài tóc. Và đây là sản phẩm của chúng ta sau khi đã hoàn tất.